Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Ở video hôm nay, mình và Veda sẽ cùng nhau giới thiệu với các bạn những combo ở từng C trong Block Food, từ C1 đến C2 và C3. Làm Veda á. C3. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với C1. Việc quan trọng nhất ở C1 đó chính là đi farm. Và đương nhiên trái quỷ ngon nhất ở đây đó chính là trái lai. Bởi một lý do khá đơn giản thôi, đó chính là trái lai có một khả năng bay rất là nhanh, đứng thứ 2 trong Lockfoot luôn ha, chỉ sau trái kitsune thôi. Ủa, kitsune đâu bay được. Và quan trọng hơn nữa đó chính là nó thuộc dạng Logia các bạn ơi. Đó, thấy không, khỉ quỷ mình không trúng luôn, easy. Và ngoài ra thì trái lai này có một ưu điểm rất là lớn, đó chính là cái kỹ năng nó farm quái khá là ngon ha các bạn. Nhưng mà mình đang xài V2, nhưng mà V1 nó cũng rất là ngon. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là nó không có quá mắc để các bạn có thể sở hữu được ha, nó tầm khoảng 650 Bailey thôi. Còn trái kitsune cái kiểu thì tới 8 triệu lận. Nên theo mình thấy thì trái lai này chính là một trong những trái gọi là ngon bổ rẻ nhất ở C1, thậm chí nó còn ngon hơn V-Duck nữa. Là sao ta? Thì ngoài trái lai này ra các bạn vẫn còn số lựa chọn khác như là trái human hoặc là trái kitsune, tuy nhiên thì nó khá là mắc. Nên là nếu như các bạn có cơ hội thì các bạn vẫn có thể chọn hai trái đó ha. Ok, thì đến với mấy cái võ thuật đánh đấm cái kiểu á, thì đầu tiên sẽ là cái võ thuật của cái ông Death Step nha các bạn. Death Step chứ, chân lửa V1. Thì đây là một cái melee khá là rẻ. Như các bạn xem được trên TikTok á, đây chính là một trong những cái melee có thể combo đỉnh nhất ở C1 nha. Đầu tiên đó chính là chiêu đá và xoay. Quá đỉnh luôn. Nhưng mà đam gây ra thì không có nhiều hết, tại nó là dạng V1 mà. Mạnh dữ rồi đó. Và nếu như các bạn muốn cái melee xịn một tí và nó hơi mắc tiền xíu thì các bạn có thể chọn một cái melee người cá ha. Đi thôi anh là Vedas. Ủa em đi trước hả? Tính kêu đi chung mà ai ngờ nó chạy trước các bạn. Ôi anh lắc rồi. Đây chính là melee người cá nha các bạn. Nhầm tới Water Kung Fu Teacher. Đây ông Jin B các bạn ơi. Đó, vỏ người cá, một trong những melee quýnh khá là nhanh ở C1 nha. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là khi các bạn quýnh á, nó sẽ có cái aura rất là ngầu như thế này. Thì mặc dù cái này mắc hơn cái chân lửa V1 xíu, nó tới 750.000 Bailey lận, nhưng mà chiêu của nó thì rất là ngon nha. Với lượng đam khá là to như thế này. Đó, 2.100 đam. Và chiêu C, bùm. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là cái khả năng bắn vô hạn của nó nha. Mình sẽ đứng rất là xa con quái thế này và bắn. Đó, đố các bạn trúng không? Đố em trúng không? Ôi, trúng kìa, trúng em luôn. Đỉnh vậy. Thì cái chiêu ít của võ người cá này nó có tầm đánh là vô hạn nha các bạn. Ý mình là rất là xa chứ không phải vô hạn. Như các bạn thấy con boss ở trong đó không? Rất là xa đúng không? Nhưng mà mình vẫn có thể bắn trúng nó. Trúng ta. Ui, trúng luôn kìa. Con này mặc dù có hai dạng nhưng mà đối với võ người cá thì một hit là chết. Ủa chưa chết nữa. Ôi, anh được cái đuôi của nó nè. Em rớt được cái xe đỉnh này lên, ngon quá. Và đến với mấy cái súng thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần đi ra cái đảo giữa như thế này và đến gặp ông Weapon Dealer. Em bắn. Ai đừng bắn không. Mày đắt này bựa thiệt. Thì cái cây súng ngon nhất mà mình nói đó chính là Slingshot nha các bạn. Nó chỉ có giá 5.000 Bailey thôi nha. Thì lý do tại sao mình nói cái cây nạn thun này ngon chỉ với giá 5k Bailey đúng không? Nè các bạn xem nè. Dụ mấy con quái thì mạnh cái ơi. Ok. Bùm một cái mấy con quái sẽ bị dính ở đó luôn nha các bạn thấy không? Ôi, thậm chí là mấy đắt cũng dính nữa. Nó thì với cái chiêu dách này nó sẽ dính mấy con quái như thế này. Nó các bạn thấy không? Không di chuyển được. Các bạn chỉ cần spam chiêu thôi là ăn một bầy luôn. Và nếu như mà các bạn cần một cái phiên bản nâng cấp của nó thì các bạn có thể sử dụng cây Refine Slingshot này. Nói chung chiêu của cây này cũng giống như cái cây này thôi, nhưng mà phiên bản nâng cấp đó các bạn mua mắc tiền hơn. Đây theo anh hướng dẫn em mua cây đó luôn. Qua Marineford nha và kiếm cái ông này. Đó, ông này gọi là chuyên gia nâng cấp vũ khí các bạn thấy không? Nó sẽ bán những cây vũ khí xịn hơn. Tuy nhiên thì kỹ năng cũng y chang vậy à, 30k Bailey. Ủa? Nhưng mà quan trọng là xịn hơn với đất à. Thấy không? Cái này màu trắng nè, có cái này màu đen, cái này là với đất. Ê, nó màu đen yếu hơn hả? Ok, và đến với mấy cái kiếm ở C1 thì các bạn có hai sự lựa chọn nha. Đầu tiên chính là một cái kiếm miễn phí có tên gọi là Saber của anh Săn Tóc Đỏ. Thì đây chính là một trong những món vũ khí gọi là sóc đam đỉnh nhất Block Food nha. Chỉ cần hai chiêu thế này thôi. Bùm là 760 đam. Tại mình quên đang điểm kiếm nha các bạn, nhưng mà nói chung cái kiếm này sẽ rất là mạnh. Và các bạn có thể sở hữu được cái kiếm này bằng cách là quýnh Săn Tóc Đỏ trong đây. Tuy nhiên thì ui, Săn Tóc Đỏ kìa. Mày Săn Tóc Đỏ. Thằng lỏ này mày nghĩ mày là ai? Mày ôi da. Sao Săn Tóc Đỏ thì quýnh bằng tay vậy? Cầm kiếm cái mày. Săn Tóc Đỏ bữa nay đi chỗ khác rồi, bữa nay tao vô hết chỗ. Ơi, Săn Tóc Đỏ này sao xệ tay vậy? Thì như nãy mình nói có một cái kiếm nữa đúng không? Đó chính là cây Dark Blade, hay còn gọi là Yoru á các bạn. Một trong những kiếm khá là xịn ha. Và đương nhiên các bạn phải sở hữu cách rất là đơn giản thôi. Bấm vào đây và mua nó với giá 1.200 Robux. Cũng đơn giản ha, nhưng mà hơi tốn tiền xíu. Tại vì chiêu của nó combo khá là giống với cây Saber ha. Đầu tiên sẽ là spam hai chiêu này liên tục với nhau đó, các bạn thấy không? Nhưng mà mình hơi lắc nên là nó delay xíu, chứ bình thường là combo rất là nhanh nha. Nếu như các bạn ở C1 mà có được
được cây Dark Blade này rồi thì các bạn có thể sử dụng lên tới được C3 luôn ha. Thì như các bạn thấy ở đó, ở C1 những cái món đồ ngon nhất đầu tiên đó chính là trái lai hoặc là kitsune nếu như các bạn có điều kiện ha. Và tiếp theo đó chính là melee Dark Step V1 cùng với Water Kung Fu. Về phần kiếm và súng các bạn có thể xài Saber và cái nạn thun cũng được, khá là ngon ha. Ok, và tiếp theo sẽ đến với C2, một nơi mà chúng ta vẫn phải tập trung vào việc đi farm. Nhưng mà đặc biệt nhất đó chính là ở C2 này các bạn đã có thể đi thức tỉnh trái quỷ rồi, nên là trái quỷ ngon nhất C2 chắc chắn đó chính là trái human. Nó khi thức tỉnh lên như thế này các bạn có thể farm quái cực kỳ đơn giản luôn, còn dễ hơn cả trái lai nữa. Nhưng mà đặc biệt nếu như các bạn có trái kitsune thì mình khuyên là các bạn nên dùng trái kitsune nha. Tại như bạn thấy đó, trái human di chuyển cực kỳ chậm luôn, mình lướt nãy giờ mà còn chưa tới được bên kia nữa kìa. Sức nặng này chắc cũng phải cỡ hơn với đắt à. Thành cứ lấy cân nặng với cái màu da em ra làm cho đồ vậy. Thì ngoài cái chuyện mà các bạn sử dụng trái human đi farm ra thì trái này còn khá là ngon trong việc đi PvP và thậm chí là săn Cbiz nữa. Đó các bạn thấy không, mình đi xuống biển mà không hề mất máu nè. Chắc không phải là do mình đang xài tập người cá V4 đâu ha. Nhưng mà ý mình là bình thường á, các bạn đi cũng sẽ không mất máu luôn nha. Và nếu như các bạn thắc mắc là melee nào ổn nhất ở C2 thì mình xin giới thiệu với các bạn, đó chính là võ người cá V2 nha các bạn. Đây, NPC Die Rock. Thì để lấy được cái melee này khá là dễ thôi, mình đã có một cái video hướng dẫn rồi ha, các bạn có thể tìm lại để coi. Thì đây chính là một cái dạng melee phải gọi là quýnh cực kỳ nhanh luôn các bạn xem nè. Bum 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 bum. Và ngoài ra thì chiêu nó còn cực kỳ ngầu luôn nha. Đầu tiên sẽ là 12 cú đấm. Rồi tiếp theo là tên lửa đạn đạo. Chiết là gì? Lốc xoáy nước đúng không? Mày hả bưởi? Nó lượng sát thương thì khá là ổn định và chiêu cũng rất là dễ trúng nha. Nhưng mà mạng vẫn khá là lắc ha. Ui, mấy con này đang xài melee của anh luôn hay vậy? Em mà phiên bản V1 hay sao? Nói chung ở các bạn V2 này thì cái melee người cá được nâng cấp lên khá là nhiều hả các bạn. Ok, và đến với mấy cây súng thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cây súng ngon nhất ở C2 nha. Rồi, lên thì hôm nào với đất, anh chạy em đi nè. Ok. Ồ, em lắc tới mức cái giọng em biến thành robot luôn rồi. Ok, thì các bạn cứ đi theo mình như trên video nha. Nè, đây chính là cái cảng nè và các bạn sẽ đi theo hướng này. Thấy cái đảo phía trước chưa? Ui, cái gì? What the hell, các bạn thấy vô? Cái thuyền nó đang kiểu tự xây dựng như trong Minecraft lên kìa. Đã thấy được cái cửa sổ không nổi. Rồi, Usopp đầu chọc nha các bạn. The Strong Get God, vị thần mạnh nhất. Thần gió nha các bạn, chém gió siêu đỉnh luôn. Ê, với đắt nó cướp thuyền mình ơi. Thôi, qua lại vấn đề chính thì NPC Usopp này sẽ bán cho bạn một cây nạn thun. Và cây nạn thun nó có tên là Kabucha. Thì lý do mà tại sao cây này ngon hả các bạn xem nè nha. Mày hả với đắt, thấy không? Nó sẽ đẩy với đắt dính xuống biển vậy nè. Nhưng mà cái đặc biệt nhất các bạn biết đó là gì không? Xem nè. Ôi. Mày hả với đất? Ga ga ga. Ôi bắn phát mà đỏ máu luôn, mày thấy mạnh không? Đó lý do mà tại sao cây này chính là cái súng ngon nhất ở C2 nha. Nó có combo dìm lava các bạn ơi. Ê, từ mình sẽ dìm lava con quái cho bạn xem nha. Ôi gì vậy? Phải, tự nhiên được bú bao ti ngon nha. Ê, là thèm bao ti quá, thèm bao ti quá. Ok, và đến với cái kiếm ngon nhất ở C2 đó chính là cái kiếm nào ta? Theo mình nghĩ thì nó sẽ có hai cây nha. Đầu tiên sẽ là cây Gravity Can với cái tầm gọi là hút cực kỳ xa như thế này. Mày hả bưởi, thấy không? Rất là ảo luôn. Nói chung là toàn những chiêu khống chế cứng không ha. Và đến với cây thứ hai đó chính là cây ở Haunted Ship nha các bạn. Thì khi các bạn vô được cái thuyền á, các bạn sẽ đi qua hướng bên trái cho mình nha. Các bạn thấy căn phòng ở đây không? Một căn phòng bí ẩn và các bạn đi vô đây sẽ gặp L Admin. Thì đây chính là NPC sẽ bán cho bạn cái kiếm đó với giá 100 Estoplam ha. Ờ, Vidac mày đang làm gì vậy? Bạn cùng màu da với em nè. Bro, Vidac thấy ai là nó suốt các bạn ơi. Thì đây chính là cây Midnight Blade. Lý do mà tại sao mình nói nó ngon hả? Tại vì nó ngầu các bạn ơi. Rồi sẽ sử dụng chiêu các bạn xem nha. Đầu tiên chính là chiêu dách Portal Opening, một kiếm mới được làm lại các bạn. Hiệu ứng chiêu rất là bùng nổ nha. Đó là lý do mà tại sao mình khen nó ngon á. Chiêu của nó rất là dễ trúng nha. Nè xem nè, chiêu dách như thế này thôi, bùm một phát. Đó các bạn thấy không, nhảy vô liền. Và đương nhiên rồi, cái kiếm này khá là dễ lấy nha, chỉ cần 100 Estoplam thôi mà, nên là các bạn nhớ sở hữu nó ở C2 nha. Ok, và tiếp theo đó chính là C3, nơi cuối cùng của tựa game này ha. Thì đương nhiên rồi, nếu như các bạn mới lên C3, điều đầu tiên các bạn cần phải làm đó chính là vẫn phải đi farm. Nên mình nghĩ trái quỷ phù hợp với các bạn nhất chắc chắn vẫn là trái human, với cái giá chỉ có 1.200.000 thôi, khá là rẻ đối với các bạn đã lên được C3 ha. Và đương nhiên cái việc đi farm bằng trái human này sẽ rất là hiệu quả, tuy nhiên thì có điều sẽ đi tới đi lùi hơi xa xíu. Và trái quỷ thứ hai mà nếu như các bạn có cơ hội sở hữu thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng đó chính là trái Kitsune. Tại cái khả năng em quan siêu dính của nó như thế này và một cái chiêu diện rộng cực kỳ to. Đây, và thậm chí nó còn có một chiêu gom quái cực kỳ đỉnh nữa, xem này nha. Mày. Nói chung trái Kitsune đương nhiên rồi, với giá 8.000.000 thì không còn lựa chọn nào mà gọi là tuyệt vời hơn nó nữa. Nhưng mà điểm trừ duy nhất của trái Kitsune này chính là mắc thôi các bạn ơi. Nó chỉ giá lên tới 8.000.000 và 5.000 robot nếu như mà mua vĩnh viễn lận. Nhưng mà nếu như các bạn lên shop của mình thì đương nhiên là sẽ được giảm giá rồi. Nói chứ mắc nhưng mà đáng đồng tiền mắc gạo các bạn ơi, xem nào, với đất không thể nào đánh lại mình luôn á. Em đâu rồi? À nè, đừng có nói cái đó. Thôi ơi, vô đây. Người mạnh nhất lịch sử, đối với trái mạnh nhất hiện tại. Vô! Mày hả bưởi? Xin lỗi cho Vidac, trái nó hết thời Vidac à.
Easy. Ok, và đến với melee ngon ở EC3 thì đó chính là cây Sharkman Karate đương nhiên rồi. Bởi vì cái đam nó khá là cao và tốc độ đánh nó cũng ngon nữa. Nên là mình nghĩ là chúng ta vẫn nên giữ lựa chọn là cái Sharkman Karate. Tuy nhiên các bạn lên được EC3 rồi nên chắc chắn sẽ có cái melee ngon hơn. Đó chính là Quyết Quỷ Thực. Ai Safi cho tôi Quyết Quỷ Thực đi nào. Ai Vidac đừng nghe Vidac. Hả? Anh biết em định làm gì luôn á. Ai biết ngay rồi các bạn, thằng Quý Đắc này bựa thiệt. Thì mặc dù cái Sharkman Karate quýnh nó nhanh đúng không, nhưng mà cái này nó quýnh còn nhanh hơn Sharkman Karate nữa các bạn, điên không. Và về chiêu thì nó sẽ có một cái khả năng hút máu cực kỳ bá đạo mà không có cái melee nào sở hữu được luôn nha. Đã ấy rồi. Ôi, hút máu kìa. Ôi đầy cây máu luôn các bạn ơi. Oh my god, khả năng đúng là đẳng cấp mà. Rồi mình làm lại cho bạn nghiêm túc nè, hút một phát. Ờ, thấy không? Gần đầy cây máu luôn nha, rất là đỉnh. Và cái melee này đặc biệt nhất các bạn biết gì không? Đó chính là khả năng dí tận cùng của nó, xem nè nha. Ok, ok, đánh em đi. Rồi, tới bơi đi. Xa thiệt xa nha. Nè, xem nè, xem đám nhảy nè các bạn. Đó, đó, ghê không? Mặc dù mình còn không thấy vi đất đâu nữa. Và bây giờ mình còn có cái dáng đứng cực kỳ ngầu của melee nữa, đỉnh vậy. Ok, và đến với cây súng bự nhất ở C3. Thì đó chắc chắn là cây Sogita. Trời trời, vâng ra, vâng ra. Đúng rồi, rapper các bạn, rapper bỏ nghề làm YouTube. Ê à, mà em coi dáng đứng anh khi cầm cây su guitar là mày đắc. Trời ơi, nhìn nghệ thuật vậy. Ôi nghệ thuật vãi các bạn, đỉnh thiệt, đẳng cấp, đẳng cấp. Thì các bạn biết lý do mà tại sao cây su guitar mình nói nó mạnh không? Đương nhiên là nó sẽ có cái khả năng hồi máu cực kỳ bá đạo luôn, xem nè, quýnh đi. Và các bạn sử dụng chiêu ít của cây su guitar. Nếu như các bạn sử dụng chiêu ít của cây su guitar trúng đối thủ á thì nó sẽ hồi lại các bạn một lượng máu khá là nhỏ nha. Và nếu như các bạn kết hợp với cái quyết quỷ thực này, các bạn có thể hồi máu mà gọi là liên tục luôn. Và các bạn nhớ C2 không? Mình nói khả năng mà gọi là dìm lava của cái cây Kabucha á. Thì đương nhiên cái Sogita này vẫn có nha. Xem nè. Mày hả với Dark? Nó phải không? Nó vẫn có khả năng dìm lava cực kỳ bá đạo nha. Ok, và đến với thanh kiếm mạnh nhất ở C3, chắc chắn đó chính là Crushed Dual Katana các bạn. Thì nếu như mà các bạn muốn lấy được cái kiếm này, các bạn cần phải làm nhiệm vụ của... Ủa? Phải nhiệm vụ của thằng này không ta? Đúng rồi đó con. Ôi, oh my god. Con phải làm nhiệm vụ đứng yên trong vòng 5 phút. Trời ơi, rồi luôn mình hiểu rồi các bạn ơi. Nhiệm vụ này khó quá nhưng mà không sao, mình đã có được cây Dual Katana rồi. Thì đây chính là một trong những cái kiếm mà gọi là PvP khá là ngon ha các bạn. Xem nè, cái lượng đam nó rất là khủng luôn. Đó, đầu tiên ít một cái, sau đó dách bụm 10.000 đam. Hơn cái cây Saber rất là nhiều nha. Ủa bậy, 1.000 đam chứ. Nhầm. Nhưng mà nói chung thì combo khá là dễ nha. Đầu tiên các bạn chỉ cần sử dụng chiêu ít như thế này và sử dụng chiêu dách. Đó, thấy không, dính combo liền. Mày hả bưởi. Combo thử rồi. Nè đó, màn hình của đối phương các bạn thấy không? Wow, quá đỉnh luôn. Ok, thì nếu như mà bạn đã đạt được level max rồi thì chát quỷ hay là kiếm gì đó các bạn có thể tự chọn những kiếm khác cũng được ha. Như là muốn chơi chát spy thì chơi bình thường thôi, tại vì mình max level rồi mà không cần đi farm nữa. Còn về cái phần combo này hợp tay với các bạn thì chúng ta phải trải nghiệm mới biết được. Các bạn nhớ cái xuống dưới like và đăng ký cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.